Thực hiện quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo lịch tiếp công dân của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 6 năm 2021 như sau. 1. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2021, địa điểm trụ sở tiếp công dân quận Hải Châu, số 270 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu. 2. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Sơn Trà, huyện Hoàng Sa, thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2021, địa điểm trụ sở tiếp công dân quận Sơn Trà, số 2 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. 3 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hà Sơn, thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2021, địa điểm trụ sở tiếp công dân quận Ngũ Hà Sơn, số 486 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hà Sơn. 4 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Thanh Khê, thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2021, địa điểm trụ sở tiếp công dân quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. 5. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Ly Chiểu, thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2021, Địa điểm trụ sở tiếp công dân quận Ly Chiểu số 91 Ngô Thị Nhậm, phường Hòa Minh, quận Ly Chiểu. 6. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ, thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2021, địa điểm trụ sở tiếp công dân quận Cẩm Lệ. Số 40, ông Ít Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. 7. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị huyện Hòa Vang, thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2021, địa điểm trụ sở tiếp công dân huyện Hòa Vang, trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, thôn Dư Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.